Không ngon mà bạn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền nha. Đó, thì bây giờ sẽ làm số cua nha các bạn. Đó, bây giờ hãy cha đố các bạn nha. Đố các bạn là cha mình ngâm cua vô nước đá làm cái gì nha. Đó, bạn nào biết thì comment phía dưới cho hai ca biết nha. Đó, bây giờ thì sẽ ngâm hết cái số cua này luôn. Đó. Tê con cua cái sao ruột nó cũng không có cụ tràng. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi mua một trái dừa nha. Về để mà mình luộc dừa nha các bạn. Hello mọi người nha, thì mình là Hải Ca nè các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chợ nha. Giống như là mình ra ngoài chợ mình sẽ đi mua dừa nè, mua đồ cái kiểu luôn để mà về làm món cua đồng này nha. Thì cái số cua mà hôm trước mình mua để mà mình cho anh cha với mẹ mà đó bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ cho nó vô nồi luôn nha. Đó, thì mình sẽ chế biến một cái món gì đó ngon ngon để đãi cả nhà mình nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi chợ trước, còn trái mẹ mình á thì ở nhà sẽ làm mấy con cua đó nha. Ok, cái con mấy con cua mà hồi nãy trong nước đá bạn, bây giờ nó xỉu rồi nha. Bây giờ mình sẽ luộc mấy con cua bự thôi, còn mấy con cua nhỏ thì mình sẽ bỏ qua bên này đó để mà gan me. Còn bên kia thì luộc nước dừa đó, có mua trái dừa nè đó, thấy không đó, mua trái dừa. Trời ơi, cua đồng ha mà luộc nước dừa một cái đó, trời ơi, nó ngọt hả, nó ngọt dữ thần lắm bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chặt cái dừa này ra nha. Đó, đây. Ôi, cái dừa. Đó, cái nè. Đó, xịt nước rồi. Đó, trời ơi, nó đã kìa. Đó. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ đem cái nồi này đi luộc nha. Đó, đi bạn ơi. Đó. Đây là cua luộc nước dừa nha. Còn cái này là cua gan me nè, trời ơi. Nhìn là chảy nước miếng luôn. Đó, rồi mẹ vô lẹ ơi, lẹ con đó bụng quá trời ơi. Đó, bây giờ thì bỏ ra. Cha vớt này, cha bỏ đi. Sắp lại vợ vô. Bứt tay bây giờ, lấy cái tay nè. Đó, bây giờ là con cua này ha, nãy giờ luộc cho nó rút nước dừa vô các bạn. Đó, bây giờ chắc nó ngọt như đường luôn rồi đó. Rồi. Út cho mày, nuôi còn bò nữa. Còn đây nè, cái dĩa này nè, đó bạn thấy không? Trời ơi, nhìn thấy thèm chưa? Đó, đây đây. Còn đây là cái chén muối tiêu. Đó, bây giờ đây. Nặng cái này vô nha. Cái này là trái hạnh nha các bạn. Đó, thấy không? Xung quanh. Vô. Cho nó có nước tí nè, ăn nó mới đã. Rồi đi vô. Đây có quả. Rồi mày ăn không? Rồi mẹ ăn thử con ơi. Hả? Trời ơi trời. Nhìn quá trời đã. Ăn thôi nè bố. Này đi. Thử rồi. Cua luộc nước dừa. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Biết ngon không? Mời cả nhà đây. Rồi tới giờ cái máy cưa nó lên luôn. Rồi mẹ ăn thử con ơi. Biết ăn không vậy? Thành quá bị cua kẹp hả? Cua kẹp. Ăn trả thù lại nè. Cái gì mà hồi hơi? Đã quá trời đã. Ngay luôn á. Bây giờ mình ăn cái này trước nha các bạn. Trời ơi nó thơm nước dừa kìa. Đó mời cả nhà nha. Đó mời cha mời mẹ nha. Không ngon mà bạn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Dễ hiểu bắt trên các bạn. Đó thì đây nè, nước này ơi nó ngọt à, có gì cũng đến nữa hả, thôi nó ngọt. Ủa sao con ngồi ngay nắng trời, cái chua chua nó ngọt ngọt hay không ha, biết chừng nào thôi. Ai hiểu hát gì nghe có được ấy chứ liền. Hát lại coi. Không ngon mà bạn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi cái gì đây nha. Món gì cua nhà làm chứ thiếu rồi, cua nhà làm rồi sao nữa. Không ngon mà bạn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn nha. Đúng, quá dữ luôn. Lát lát nghe tiếng được tiếng không. Con này ngon không?
Út làm món gì cũng ngon. Nó ngọt, nó ngọt mà cua nó ngọt rồi, nhưng mà có thêm nước dừa vô nó ngọt dữ lắm mà. À quên, bỏ miếng lá dứa nè, thơm. Cái càng nó cho nó khỏi càng. Hiếu đi học được bài gì hát nghe chơi bài coi Hiếu. Hả? Cua gạch không à. Hát là gì trên TikTok bữa mày hát á. Dạ hơn thì sân đi qua xin sót gia đình mẹ cha. Cho đứa em về làm cho hai đứa hai mình đàn nhau. Đâu mày hả, là mày hàng này là nó truyền nhân của cậu bảy cô đơn đó mọi người. Rồi hát lại coi, hát lại đi rồi mày hát hay nha, tao qua tao dắt mày đi hả, đi gặp sư phụ luôn. Đó, bây giờ thôi mình tách này cho mọi người xem nào. Trời ơi ngon kìa. Đâu làm bản coi bản gì mà mày hay hát hả trên TikTok. Nam quốc sơn hà nam đế vương, dùng thiên hà là hà minh hương, như hà nam đó là sông phạm, nhìn đọc hà ra như bãi hương. Mày đọc kinh hay gì á, tao không có nghe được chữ nào luôn. Công công không hiểu được bài hát luôn á. Thuộc là thuộc là may lắm rồi. Ai vậy không hả? Con tự hát luôn hả? Ừ. Là bảy cô đơn hai rồi. Giỏi dữ ta. Này là tiên nhân của cậu bảy cô đơn nha mọi người. Đó là mình tự hát luôn. Tự sáng tác luôn hả? Qua dữ qua dữ. Đặt cũng ngon. Nhớ ra bằng còn bản nào nữa không? Còn bản nào nữa không? Đó là hả? Cái bản gì mà mày hay qua đây mày hát đó. Nó đang suy nghĩ nha mọi người. Nói chưa? Có bài gì mà tay tròn tròn nè. Tay tròn tròn nhất một nít nè. Bắt viêm hang tà lan đi rồi. Hát bài trên TikTok á, mày hay nghe mày hay hát á. Mày nhắc tựa đi chứ. Anh đang suy nghĩ nha mày. Suy nghĩ nước con kia coi có đẹp trai không? Suy nghĩ hồi chắc trời mưa luôn quá. Suy nghĩ ăn hết cái mâm này luôn mà, chưa ra luôn. Chưa ra bài hát luôn. Đâu hiếu ăn được, mà ngân ăn được cho thằng ngộ rồi. Thằng ngân nó bị dị ứng với cua nha các bạn. Đó, cho nên là... Cái gì vậy, mày hát gì vậy? Hát đồng hoàng, không nghe được gì. Đó, chấm vô đây. Trời ơi, mời của chú anh chị nha. Đi xăm. Quá trời đất. Muốn coi. Sao làm bản rồi, làm bản ngay chơi. Dân không biết cua. Dạ hơn thì Sơn đi sư sắp về tập này ra nè. Tại nhà không hát được. Dạ hơn thì Sơn đi sư sắp cho dành mẹ cha. Cho đứa em về làm cha. Hai đứa hai mình làm cha. Bé trai thằng trai bưng ra. Dạ, con gái hoài vậy. Nghe được thằng trai bưng mâm. Hát có bảy. Hát nghiêm túc cho mày hả? Mày tôi mua cua Alaska cho mày. Ừ. Mày ăn cua Alaska chưa? Rồi. Rồi hả? Ô giàu dữ bay. Ở đây cua mẹ các bạn. Rồi nó chua. Không biết để mẹ ăn gì. Chua chua ngọt ngọt. Thơm ngọt. Chua quá trời chua à. Chị Hương là chết, chị Hương ơi. Có chua dữ ra heo ha. Hiếu ăn không chê. Nhân mặt. Té ơi, chua ấy. Chua muốn té đáy luôn á. Không quá. Đi chăn bò gì đó Hiếu. Đi chăn bò, trồng cây ra thịt ta. Và không đi, ta lấy cây ra chậm bò và nó dậy đi luôn. Chứ không phải bò nó chạy vô vô hả? Anh đi luôn hả? Nó nhảy đi luôn hả? Hay cái bộ nó hát hay bộ. Đọt nghe lưu đích mà tao không đi chưa đó. Đảng nào quốc cũng được hết trơn. Chế của anh Việt Hiếu. Dương Thành Hiếu hả? Anh Dương Hiếu, mời cảm ơn mọi người nha.
Ok mọi người nha. Ở thì nói chung là cái mâm cua này á hả ngon bá cái bò chét chó luôn các bạn ơi. Đó nó ngọt hả, nó ngọt quá trời nó ngọt rồi. Đó thì bây giờ mình xin kết thúc video đây luôn nha. Đó thì thầy cũng khá là chiều rồi nè các bạn. Đó ba mẹ mình còn ăn đây nè. Đó mẹ bye bye cả nhà cái nè. Đó còn nguyên mâm cua luôn kìa đó. Thì nó chứ nhìn là làm nhiều nhiều đó nhưng mà ăn không được nhiều đó bạn ơi. Người ăn mấy con là thấy nó ngán à. Đó. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt cả mọi người nha. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ 2K nha. Bye bye.